Chào mừng các bạn đến với channel là tầm mở tập của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với loạt video chia sẻ kinh nghiệm về cách làm YouTube. Thì hôm nay mình sẽ nói cái vấn đề mà các bạn sẽ nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng nếu các bạn biết được thì nó sẽ rất là hay và sẽ rất là có ích dành cho các bạn. Vậy đó là gì? Thì hy vọng sau khi xem video này, các bạn có thể hiểu được cái cách mà mình chia sẻ và các bạn có thể áp dụng vào nó để phát triển cái kênh của các bạn. Vậy bí quyết đó là gì? Thì trước khi nói về cái vấn đề này, tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Cái vấn đề này nếu những người làm YouTube thật sự thì chỉ có 10% người biết thôi, còn lại 90% người sẽ không để ý tới và thậm chí là không biết. Ví dụ như bây giờ các bạn làm một cái video, các bạn đăng lên, các bạn làm hoàn tất, kiểm tra hoàn tất tất cả mọi thứ, và cái việc của các bạn là để cái video đó để chờ những người đăng ký của các bạn, người ta xem và người ta bình luận trên đó, đúng không nào? Thì với cái suy nghĩ như vậy của các bạn, đó là một cái sai lầm. Để phát triển một cái kênh, nó không đơn giản ở cái việc đăng video lên rồi để đó. Chúng ta còn phải làm rất là nhiều thứ. Các bạn nên nhớ, bất kỳ là một thứ gì, nó đều có một cái mối liên kết nhất định và nó pha trộn với nhau, nó trộn lẫn với nhau, nó tuần hoàn với nhau. Các bạn hiểu ý tôi nói chưa? Thì giống như bạn muốn ăn cơm đi, tôi ví dụ đơn giản, thì công việc đầu tiên của các bạn là gì? Là phải đi mua gạo, rồi lấy cái nồi, bỏ gạo vô nồi, bỏ nước vô, rồi vô gạo nấu cơm, chín rồi mới ăn. Ăn xong rồi làm gì? Ăn xong từ ruột non nó xuống ruột già, rồi bắt đầu nó chuyển hóa thành cái gì đó, nó đi ra ngoài. Đó là cái vòng tuần hoàn. Và làm cái kênh YouTube cũng nó cũng giống như vậy đó. Mọi thứ nó có đều có cái sự liên kết với nhau. Và nếu các bạn hiểu được thì chắc chắn các bạn sẽ thành công và các bạn sẽ làm được. Các bạn làm YouTube, cái quan trọng mà các bạn có thể làm là chúng ta nên đi tương tác. Tương tác ở đây là tương tác bằng những cái câu bình luận, những cái comment của các bạn trên những cái kênh khác. Các bạn nghĩ là chúng ta đi bình luận như vậy thì nó sẽ bình thường và nó sẽ chẳng có gì xảy ra, đúng không? Nhưng nếu các bạn để ý kỹ, các bạn thử thôi, nghe lời tôi thử nha. Các bạn đi bất cứ những cái kênh YouTube nào các bạn thích, và những cái kênh đó phải là cực kỳ hot nha. Nó làm tôi ví dụ thôi. Thì vào trong đó các bạn để lại một cái bình luận đó, một cái bình luận trên cái kênh YouTube đó, thì không phải chỉ riêng cái người chủ kênh đó người ta thấy bình luận đó của các bạn đâu, mà những người xem trong đó người ta sẽ thấy cái comment đó của các bạn. Trong 1.000 người thì phải có 10 người đang có ý định làm YouTube, hoặc là 20 người. Thì các bạn để lại một cái bình luận gì đó, nó rất là dạng như là úp mở mở gì đó, hoặc là nó có một cái nghĩa gì đó, nó khác biệt, nó khác với người khác, thì vô tình những người mà ta đang xem kênh đó, người ta sẽ thấy kênh của các bạn, sẽ thấy cái phần comment đó của các bạn, và người ta sẽ click vào cái tên đó của các bạn, nó sẽ chuyển tới kênh của các bạn, đúng không? Thì như vậy nó không cũng nó đơn giản như vậy quá thì nói làm gì. Và khi một cái video mới của các bạn được đăng lên tiếp theo sau đó, thì từ cái tin nhắn đó, cái tin nhắn mà bạn comment trước đó và cái video mình đăng tiếp theo á, nó sẽ liên kết từ cái tin nhắn đó, nó sẽ thông báo cho những cái tài khoản YouTube khác, nó sẽ hiện lên. Nếu đó là chủ đề người ta đang tìm kiếm thì người ta sẽ vào kênh của các bạn. Các bạn thấy những từ, những câu comment, bình luận nó rất là đơn giản. Nhưng nếu các bạn chịu khó, mình nhìn thôi, mình quan sát, thì sẽ nó giúp ích cho các bạn rất là nhiều về cái cách làm YouTube, về cái những cái gì mà các bạn đang làm.
Thì như vậy, ngoại trừ những cái phần bình luận các bạn để lại chửi bới người ta, châm biếm, châm chọc người khác, thì người ta sẽ ghét bạn, người ta sẽ không lít vào cái kênh bạn. Hoặc cũng có những cái câu mà các bạn chửi người ta gây cái tò mò cho người ta, người ta sẽ bấm vào cái tên bạn để xem thử ở trên kênh bạn nó đang diễn ra những thứ gì. Và người ta vào đó người ta sẽ chửi các bạn. Thậm chí có rất là nhiều người người ta áp dụng cái chiêu như vậy đó. Cái đó là chiến lược. Chiến lược để người ta ghét, người ta vào người ta chửi. Thì tự động người ta sẽ vào kênh của các bạn. Và cái kênh của bạn nó sẽ tăng lên. Và khi tăng lên thì các bạn có thể đổi ra cái chủ đề khác. Hoặc là các bạn làm một cái gì đó để thay đổi cái con người của các bạn. Vì vậy, những cái câu bình luận của các bạn, đi bình luận càng nhiều kênh càng tốt. Không phải là các bạn cứ bình luận là các bạn sợ bị báo cáo là bam hay là người ta report cái phần tin nhắn của các bạn đó. Không phải. Vì một khi người đó đã báo cáo tin nhắn của các bạn, thì cái tin nhắn đó bắt buộc là phải vi phạm chính sách và cộng đồng của YouTube. Thì người ta sẽ kiểm tra xem có đúng là như vậy không. Chứ không phải là các bạn khơi khơi người ta report là các bạn bị khóa cái comment, hay là cái kênh của các bạn bị đánh giá là bam là xấu đâu. Không phải. Nó giống như ngoài đời thật vậy đó các bạn. Mình làm gì cũng vậy đó. Đúng thì nó sẽ theo cái hướng đúng, mà các bạn sai thì nó sẽ theo cái hướng sai. Cho nên là các bạn hãy nhớ, mỗi một cái video của các bạn, khi các bạn up lên và các bạn làm biến làm những video sau, thì hãy chịu khó đi vòng vòng những cái kênh nào mà các bạn thích đó, các bạn hay xem mỗi ngày. Người ta những cái video mới, những cái video mới người ta up trong ngày, các bạn cứ vào đó bình luận thoải mái. Hoặc là các bạn vào những cái kênh nào mà thấy người ta đặt câu hỏi mà chủ kênh người ta không trả lời, các bạn cũng có thể trả lời giúp người ta. Đó cũng là một cái cách tương tác hay để phát triển kênh của các bạn. Cho nên á, là mình làm về chủ đề hướng dẫn makeup, nấu ăn hay là chơi bời gì đó, hãy tìm những cái kênh nào mà có cùng sở thích, có cùng cái hướng với các bạn. Các bạn vào đó, các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm đó, hoặc là mình tương tác với họ bằng cái kiến thức của mình, hoặc là bằng những cái kinh nghiệm mà mình học được từ bất kỳ ai đó, các bạn đưa vào trong đó, thì cái mối tương tác của các bạn sẽ rất tốt và cái kênh của các bạn sẽ phát triển rất là nhanh. Các bạn nên nhớ là làm video YouTube ấy, thì những cái channel nào mà chuyên về hướng dẫn phong cách rất là ít lượt xem và ít người đăng ký. Với trẻ là các bạn phải tìm hiểu giống như là cái thị hiếu của người xem. Cái người mà muốn làm YouTube ấy, người ta không có nghĩ là phải đi học hỏi nhiều, mà có người ta vào xem cho biết vậy thôi, người ta ra người ta đi. Đó là những người đang có ý định làm YouTube. Nếu người ta thật sự muốn tìm hiểu làm YouTube thì mình đương nhiên là mình phải học hỏi rồi, đúng không nào? Mình phải học hỏi, mình mới có kiến thức, mình mới có kinh nghiệm mình làm. Chứ không phải khơi khơi là làm được đâu. Đa phần á, những cái chủ đề video hiện nay, mình nói là hiện nay năm 2019 nha, rất chuộng người xem, đó là những cái chủ đề, những cái đề tài giống như là cái web drama, giống như là về giang hồ đó. Giang hồ chửi bới gồm những cái thành phần thanh thiếu niên rất là thích. Nhưng mà chúng ta không nên đi theo cái hướng đó, vì những cái hướng như vậy nó không có bền. Như Dương Minh Tuyền nè, rồi những cái kênh như Huấn Hoa Hồng mà Thắng Cá Chép hay Cá Rô gì đó, thì những cái kênh mà có hơi hướng vào bạo lực họ nằm một trong số những cái chính sách vi phạm chính sách về cộng đồng, chắc từ từ sẽ bị loại bỏ thôi. Cái kênh YouTube của chúng ta làm ra không riêng gì Google hay là YouTube nó quản lý đâu, mà có Bộ Truyền thông và Thông tin Công nghệ của Việt Nam người ta can thiệp nữa. Cho nên các bạn làm, các bạn phải để ý những cái thứ đó. Và khi cái kênh của các bạn nó đã được bật kiếm tiền rồi, thì các bạn hãy tìm những cái chủ đề nào
mà có ích, có lợi ích gì đó cho cộng đồng, chí ít là một cái gì đó, một cái ý nghĩa nào đó nó chân thực hơn một tí. Tại vì cái chủ đề nó có rất nhiều, nó có nhiều lắm, nhưng mà tùy theo người, mỗi người có sở thích, người ta sẽ chọn một cái chủ đề đó. Và bạn thích cái gì, bạn suy nghĩ coi bạn thích cái gì. Nếu mà bạn thích nó có lợi ích, nó đem lại cái gì cho người đó, người ta, người khác, thì các bạn làm. Nhưng mà làm một cái nhã nhặn thôi, đều đặn, và nó sẽ có một cái gọi là thân thiện dành cho cái người chủ quản YouTube và dành cho những cái nhà quảng cáo. Người ta sẽ đặt cái video đó, quảng cáo lên cái video của các bạn. Và cái điều kiện và cái mà công cụ nó giúp cho kênh của các bạn nó phát triển tốt, cái phần comment như tôi đã nói lúc đầu, nó rất là quan trọng nha các bạn. Thì một khi các bạn, bây giờ tôi nói thử các bạn thôi, các bạn vào những cái kênh nào mà có về giang hồ, và các bạn như đó thì sẽ có những người đối lập với nhau. Các bạn cứ để lại một bình luận, các bạn chửi người ta đi, chửi những cái người đó, thì anti fan, những người đang hâm mộ cái người đó sẽ chửi bạn, mặc dù bạn không có nói chuyện gì đó, thì nó sẽ thông báo lên kênh của các bạn. Hoặc là người ta chat với đó, chat vớ va vớ vẩn, người ta bình luận vớ vẩn trong đó, không có bình luận gì tới tên bạn, người ta không có tap tên bạn, thì nó vẫn hiện, nó vẫn thông báo lên kênh của các bạn. Đó là cái cách liên kết với nhau. Và làm cái gì nó cũng có một cái sợi dây liên kết hết, các bạn nhớ kỹ nha. Thì hy vọng với những gì mà tôi chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn hay hơn mà các bạn phát triển kênh YouTube của mình. Chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu thấy kênh của tôi hay và bổ ích thì hãy cho tôi một like và một sub. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.